à hỏi bài minh trả lời tức thì vào thư viện tải ngay nghe về giách. hello everyone chào mừng các bạn đã trở lại với video bài giảng của cô Giang Thủy và hôm nay cô sẽ cùng với các bạn uh, đi tìm hiểu về bài unit 1 towns and city cụ thể hơn là phần lesson 2 reading a description of a cruise ship Hôm nay chúng ta sẽ học về phần kỹ năng đọc các bạn nhé. Kỹ năng đọc của ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ đọc về một chiếc um, miêu tả, một cái bài miêu tả về một con tàu du lịch Ok, chúng ta có description có nghĩa là miêu tả và cruise ship có nghĩa là tàu du lịch Các bạn trong khi xem video bài giảng của cô thì các bạn sẽ mở sách trang mua số 16 để có thể tiện theo dõi bài của cô hơn nhá Bây giờ cô sẽ bắt đầu vào bài ngày hôm nay với phần Think ở trong phần thi này thì người ta yêu cầu chúng ta trả lời câu hỏi là where do you think is a good place for a holiday and why chúng ta nghĩ là một uh, nơi uh, một nơi phù hợp để đi nghỉ là ở đâu và tại sao vậy thì ở đây người ta cho chúng ta ba sự lựa chọn đó chính là sự lựa chọn đầu tiên là on a cruise ship uh, sự lựa chọn thứ hai là in a city và cuối cùng là by the sea Vậy thì sự lựa chọn đầu tiên là trên một chiếc con tàu du lịch này, sự lựa chọn thứ hai là ở một cái thành phố này và cuối cùng là by the sea là ở bờ biển. Vậy thì các bạn uh, uh, sẽ sự, sẽ tự lựa chọn cho mình cái nơi mà các bạn cảm thấy là uh, phù hợp nhất với cái chuyến đi du lịch của mình Hoặc chuyến đi nghỉ của mình, ok? Còn đối với cô thì cô rất là thích uh, đi biển vì thế nên cô sẽ chọn đáp án số 3 là by the sea. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với activity number 1. Activity number one của chúng ta sẽ là Look at the photos. What do you think are the answers to questions 1 to 3? Read and check. Ở trong bài đọc ngày hôm nay thì người ta có yêu cầu chúng ta là có chúng ta phải có một cái kỹ năng đó chính là nhìn hình và đoán được câu trả lời. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc ba cái câu hỏi ở đây và chúng ta thử đưa ra những dự đoán. Và sau khi chúng ta dự đưa ra dự đoán xong thì chúng ta sẽ đọc bài đọc và xem xem dự đoán của chúng ta có đúng không nhé. Ở câu số 1, người ta hỏi chúng ta là gì đấy? Is there a school and a library on the ship? Ở trên cái con tàu này thì có có trường học và có thư viện hay không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào con tàu này thì chúng ta nhìn thấy con tàu này khá là to đúng không nhỉ? Nó tên là Oasis of the Seas. Nó khá là to. Vậy thì cô đoán là ở trên cái con tàu này chắc là sẽ có một cái thư viện đúng không? Còn trường học thì cô cũng không chắc bởi vì thường là người ta sẽ không xây trường học ở trên tàu du lịch đúng không nhỉ? Rồi câu số 2. Are there any swimming pools? ở trên cái con tàu này thì có cái uh, bể bơi nào không? Có những cái bể bơi nào không? Thì các bạn có thể nhìn vào trong cái bức uh, tranh này và chúng ta cũng có thể đoán cái ngữ cảnh của nó là chúng ta đang miêu tả một con tàu du lịch mà thường thì con tàu du lịch năm sao và sang trọng như thế này thì cô nghĩ là sẽ có bể bơi đúng không nhỉ? Các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể uh, comment cái suy nghĩ của các bạn vào trong phần comment ngay bây giờ nhé. Câu số 3 How many cafes and restaurants are there on the ship? Ở trên cái con tàu này thì có bao nhiêu quán cà phê và nhà hàng? Thì cái này thì rất là khó để đoán đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ có thể đoán là có thể là có rất là nhiều thôi từ um, 50 quán cà phê hay là nhà hàng chẳng hạn. Đúng không? Rồi vậy thì ở giai đoạn này chúng ta mới chỉ cần đoán thôi, chúng ta chỉ cần uh, xây dựng cho chúng ta một cái ý ý nữa ý ý ý niệm về những gì mà chúng ta sắp đọc để chúng ta có thể đọc một cách dễ dàng và chúng ta xác định cái thông tin một cách nhanh chóng hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái đoạn văn nhé. Right. Bây giờ cô sẽ đọc đoạn văn và các bạn à, đọc cái bài đọc này và các bạn sẽ ghi lại cho cô những từ mới cũng như là đọc cùng cô để chúng ta có thể luyện luôn phát âm, ok? City on the sea. Thành phố ở trên biển imagine a five star hotel with fantastic food and comfortable rooms các bạn hãy tưởng tượng một cái khách sạn năm sao cùng với đồ ăn rất là tuyệt vời và những cái phòng rất là thoải mái đối với từ comfortable này có rất là nhiều bạn đọc thành bốn âm tiết là comfortable các bạn sẽ sửa lại nhá từ này chúng ta chỉ có ba âm tiết thôi là comfortable imagine a square shops cinemas And theaters. Rồi, hãy tưởng tượng là có một cái uh, quảng trường, có những cái uh, shop, shop bán đồ, những cái um, dạp chiếu phim và cũng như là những nhà hát. Imagine all of these things on one very big ship, Oasis of the Seas. Các bạn hãy tưởng tượng tất cả những thứ mà cô nêu trên ở trong một cái một ở, ở đều trong đều ở trong một cái con tàu rất là lớn đó là uh, Oasis of the Sea. Chúng ta có từ Oasis có nghĩa là bán đảo, uh, bán đảo ốc đảo. Sorry, ốc đảo của đại dương. More than 2000 people work on Oasis of the Seas. Có trên 2000 người làm việc ở, ở trên cái con tàu Oasis of the Seas này. And there are cabins for 6,360 passengers. Và chúng ta có khoang tàu cho 6,360 hành khách. Chúng ta có từ passengers có nghĩa là hành khách. That's a lot of people. Khá là nhiều người đúng không nhỉ? And they eat a lot of food in the ship's trendy cafes and restaurants. Và họ ăn rất là nhiều đồ ăn trên những cái nhà hàng và quán cà phê của của cái con tàu này và trên đó chúng ta có bao nhiêu đây có 20 quán cà phê và nhà hàng there are 250 shops và song song với nó thì có 250 đầu bếp it's the first ship with a park đây là con tàu đầu tiên mà có có công viên ở bên trong It's called Central Park and it's got 50 real trees and 12,000 plants cái công viên này thì được gọi là uh, Central uh, công viên Central và nó có 50 cái uh, 50 cái cây thật và 12.000 cây. If you like sports, there are also five swimming pools and there's an exciting sports area with a climbing wall, a climbing wall. Nếu như bạn thích uh, nếu như các bạn thích thể thao thì các bạn cũng sẽ có năm cái bể bơi cùng với một cái khu thể thao rất là thú vị với một cái tường leo. If you prefer reading, there's a library, but relax, there isn't a school on the ship. Nếu như bạn thích đọc thì ở trong cái con tàu này có um, có thư viện nhưng mà các bạn hãy relax là thư giãn nhé, bởi vì ở trên cái tàu này thì sẽ không có trường học đâu. Ok, rồi vậy là chúng ta đã dịch qua xong cái đoạn văn mà chúng ta cần đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi mà hồi nãy chúng ta đã đoán nhé. Câu số 1, is there a school and a library on the ship? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là There isn't a school but there's a library, đúng không nhỉ? Chúng ta có thể tìm thấy cái thông tin này ở dòng dưới này. Ok. There's a library but relax, there isn't a school on the ship, đúng không nhỉ? Rồi, câu số 2. Are there any swimming pools? Ở đây thì có cái bể bơi nào không? Chúng ta sẽ có đáp án đúng ở đây là yes, there are five swimming pools. Các bạn có thể tìm thấy cái thông tin đó ở đâu nhỉ? Chúng ta có thể tìm thấy ở đây, đoạn văn số 3, five swimming pools. Câu số 3, how many cafes and restaurants are there on the ship? Ở trên tàu này thì có bao nhiêu quán cà phê và nhà hàng? Ở đây các bạn có thể tìm thấy đáp án đúng của chúng ta ở đoạn văn số 2 đó chính là 20 cafes and restaurants. Ok. Right, vậy là chúng ta đã giải quyết xong activity number 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 2. Read the skills strategy, then read and listen to the text and answer the questions. Ở phần số 2 thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đọc cái phần skill strategy và sau đó chúng ta sẽ đọc và nghe uh, nghe lại cái đoạn cái, cái đoạn văn này và trả lời những câu hỏi từ 1 tới 4. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc phần skill strategy trước nhé. Skill strategy này sẽ cung cấp cho chúng ta những cái kỹ năng cần thiết để chúng ta có thể làm bài một cách tốt nhất và đây người ta đang hướng dẫn chúng ta là gì đấy How to answer specific questions about a text người ta đang hướng dẫn chúng ta là cách để trả lời những câu hỏi về thông tin chi tiết trong cái đoạn văn ok specific questions là câu hỏi về thông tin chi tiết thông tin cụ thể vậy thì bước đầu tiên chúng ta sẽ phải làm gì first identify the keywords in the question thì bước đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm cái keyword ở trong câu hỏi là gì? Ok. Ví dụ trong câu 1 thì chúng ta có keyword là gì ạ? What's the name of the of the ship? Thì chúng ta chỉ cần để ý đến keyword thôi. Keyword là những cái từ khóa ở trong cái câu hỏi và từ những cái từ khóa đấy chúng ta sẽ tìm ở trong bài để thấy đúng không nhỉ? À, thì chúng ta có cái keyword ở đây là name và ship. Đúng không? Người ta đang hỏi name của cái ship thì chúng ta chỉ cần để ý đến keyword ở đây là name và ship thôi. Vậy thì sau khi chúng ta đã Um, đã identify được cái keyword rồi thì chúng ta sẽ đến với bước thứ hai đó chính là scan the text for the keyword. Chúng ta sẽ uh, đọc, chúng ta sẽ scan cái cái bài đọc này, chúng ta sẽ đọc qua, nhìn qua, giả soát qua cái đoạn văn để xem xem là cái từ khóa nó xuất hiện ở chỗ nào. Ok. Bước 1, tìm từ khóa. Bước 2, giả soát từ khóa trong đoạn văn. Và bước cuối cùng sẽ là gì ạ? Finally, you can find the correct answer in the sentence that has got the keywords. Cuối cùng thì chúng ta có thể tìm thấy cái thông tin chính xác, tìm thấy cái um, cái câu trả lời cho câu hỏi của mình ở cái câu mà chúng ta đã tìm thấy, được chưa nhỉ? Một cái câu mà chúng ta tìm thấy là có cái keyword ạ. Rồi vậy là các bạn sẽ ghi vào trong vở cho cô ba cái bước này và khi mà các bạn làm bài đọc thì các bạn cũng sẽ follow bài cái bước này cho cô nhé vì ba bước này là ba bước rất là quan trọng để chúng ta có thể xác định được thông tin ở trong câu hỏi cũng như là trong bài đọc bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài số 2 và trả lời bốn câu hỏi ở đây câu hỏi đầu tiên câu hỏi số 1. what's the name of the ship thì như cô đã nói cái gì nhập cái keyword ở trong Câu số 1 sẽ là name và ship. Thì ở đây chúng ta sẽ quét qua cái bài đọc này và xem xem là uh, có từ ship hay từ name ở đâu không nhá. Rồi, chúng ta quét qua và chúng ta nhìn thấy ngay có từ ship ở đây đúng không? Và ngay đằng sau nó chính là tên của cái con tàu này. Vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là Oasis of the Seas. Đáp án đúng cho câu số 1 của chúng ta sẽ là Oasis of the Seas hoặc là các bạn có thể uh, ghi đầy đủ cả câu cho cô là The name of the ship is the oasis of the seas. Chúng ta sẽ sang câu số 2. Sang câu số 2 thì như thường lệ chúng ta sẽ identify cái keyword đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ tìm cái từ khóa ở trong câu hỏi trước. Vậy thì câu hỏi ở đây có từ khóa là gì? Các bạn sẽ lưu ý cho cô là câu hỏi how many thì chúng ta cũng sẽ phải gạch chân dưới bên dưới nhé. Bởi vì how many là câu hỏi về số lượng và đây cũng là được coi là một từ khóa. Tiếp theo, work on the ship vậy thì ở đây chúng ta sẽ uh, identify từ khóa cho cô ở đây là how many này people này và work ok vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, quét qua cái bài đọc này để xem xem là cái số lượng người làm ở đây là bao nhiêu nhá rồi mình quét qua thì chắc chắn là mình sẽ chú ý tới những cái số lượng luôn đúng không nhở? bởi vì như cô nói đây là một câu hỏi về số lượng nên chúng ta sẽ nhìn luôn trong bài này có mấy cái số lượng đây chúng ta có 2.000 này, 6.360 này, 250 này và 12.000. Và ở đây là chúng ta sẽ tập trung tiếp tới cái keyword tiếp theo là people work. Thì chúng ta sẽ tập trung vào gì? Cái số liệu mà chỉ số người làm thì chắc chắn là 2.000 sẽ đáp án chính xác rồi đúng không? Đáp án chính xác ở câu số 2 của chúng ta sẽ là more than 2.000 people. Hoặc là nếu như các bạn muốn trả lời đầy đủ cả câu thì các bạn sẽ trả lời cho cô là More than 2,000 people work on Oasis of the Seas. Chúng ta sang câu số 3. How many shafts are there on the ship? Vậy thì như câu số 2 đây cũng là một câu hỏi về số lượng đúng không nhỉ? Các bạn sẽ chú ý tới số lượng cho cô. Và cái từ khóa tiếp theo đó chính là từ chef đúng không? Còn on the ship thì các bạn không cần phải quan tâm bởi vì cả bài này đều nói là on the ship mà đúng không nhỉ? Ok, vậy thì chúng ta có hai từ khóa là how many và chef nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quét qua và chúng ta nhìn ngay thấy cái từ chef phải đúng không nhỉ? Rất là nổi bật bởi vì nó có màu xanh. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta sẽ chính là cái câu này luôn. There are 250 chefs. Đấy là câu trả lời cho câu số 3 các bạn nhé. Các bạn sẽ chữa vào trong vở cho cô. Nếu như các bạn thấy cô đang giảng quá nhanh thì các bạn có thể điều chỉnh lại cái tốc độ của video hoặc là các bạn có thể tạm dừng video để ghi lại bài uh, để đầy đủ hơn nhé. Câu số 4. Is it the only ship with a park? Đây có phải là một uh, là cái con tàu duy nhất với uh, công viên ở bên trong hay không? Vậy thì ở đây các bạn sẽ uh, xác định cho cô cái keyword của cái câu hỏi này sẽ là gì nhỉ? Sẽ là only ship và park. Ok, và các bạn cũng sẽ lưu ý đây là một câu hỏi yes no question nhá và chúng ta sẽ tìm luôn trong cái bài đọc này xem là nó có phải là cái con tàu duy nhất hay không. Ok. Rồi đối với câu số 4 này các bạn có thể nhìn thấy ở trong đoạn văn là các bạn nhìn thấy ngay cái chữ park ở đây đúng không nhỉ ở đầu đoạn 3. vậy thì đây cũng chính là câu mà sẽ cho các bạn câu trả lời ok rồi vậy thì người ta nói là gì nhỉ is the first ship with a park đây là cái con tàu đầu tiên mà có uh, công viên ở bên trên đúng không nhỉ vậy thì con tàu đầu tiên thì chắc chắn là trước đó chưa từng có con tàu nào có cái gì nhỉ có uh, công viên rồi vậy thì câu số 4 của chúng ta đáp án sẽ là yes nhá câu số 5 what's in the sports area ở trong cái khu ở uh, khu vực khu vực uh, thể thao thì có cái gì ok vậy thì chúng ta có sẽ uh, sẽ gạch cho cô cái từ keyword ở trong câu hỏi này sẽ là what và sports area what's in và sports area nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xem phần sports area sẽ có gì ạ sẽ có climbing wall đúng không nhỉ? So, there's an exciting sports area with a climbing wall. Vậy thì ở trong cái sport area sẽ có cái tường leo đúng không? Đáp án đúng của câu số 5 của chúng ta sẽ là climbing wall nhé. Và là các bạn có thể uh, viết đầy đủ cả câu cho cô là In the sports area, there is a climbing wall. Rồi vậy là chúng ta đã xong bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang bài số 3. Vocabulary plus. Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text. Bây giờ chúng ta sẽ cũng sẽ phải tìm những cái ý nghĩa của từ của những cái từ in màu màu xanh ở trong cái bài này sử dụng từ điển. Ok, tuy nhiên ở đây cô sẽ dịch luôn cho các bạn nhé. Chúng ta có từ đầu tiên là từ fantastic. Fantastic là một tính từ và nó có nghĩa là tuyệt hảo. Ok, ở trong cái văn cảnh này thì nó có nghĩa là tuyệt hảo tiếp theo chúng ta có từ comfortable nó có nghĩa là thoải mái và đây cũng là một tính từ tiếp theo chúng ta có từ cabin cabin có nghĩa là buồng hoặc là cái khoang khoang nhỏ trên tàu vậy thì ở trên tàu này sẽ có rất là nhiều những cái khoang nhỏ và trong những cái khoang nhỏ đấy sẽ là nơi ở của hành khách đúng không chúng ta có từ tiếp theo là passengers passenger có nghĩa là hành khách khi mà chúng ta uh, đi trên một con thuyền này, con tàu này, ở một cái xe nào đó này hay chúng ta đang đi đâu đó thì chúng ta được gọi là gì? Là hành khách, passenger. Tiếp theo chúng ta có từ chef. Các bạn lưu ý cho cô chúng ta sẽ không đọc từ này là chef, chúng ta sẽ đọc là chef nhá, bởi vì đây là một trường hợp đặc biệt của ch được chưa nhỉ? Chef có nghĩa là đầu bếp. Tiếp theo chúng ta có từ swimming pool, cô nghĩ là từ này thì rất là nhiều bạn đã biết rồi đúng không? Swimming pool có nghĩa là bể bơi. Và cuối cùng chúng ta có từ climbing wall, có nghĩa là tường leo. Ok, nếu như các bạn đang mở sách thì các bạn có thể nhìn sang cái ảnh ở bên cạnh uh, phần này, ở đây thì cô đã cắt đi rồi. Tuy nhiên là trong sách của các bạn thì có, nên là các bạn có thể nhìn sang và các bạn có thể thấy là cái tường leo nó là cái như thế nào. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã xong phần 3. Các bạn sẽ chú ý ghi cho cô ý nghĩa của những từ này vào trong vở nhé. And now, let's move to activity number 4. Activity number 4, use it. Work in pairs is the oasis of the sea, a good place for a holiday. Why or why not? Ờ, phần này cũng là phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay đó chính là phần làm việc nhóm đúng không nhở các bạn sẽ phải làm theo cặp ở trên lớp uh, và các bạn sẽ phải uh, thảo luận cái câu hỏi là cái uh, cái thuyền Oasis cái tàu Oasis of the Seas có phải là một nơi uh, một nơi tốt để các bạn nghỉ ngơi uh, nghỉ ngơi trong cái ngày nghỉ của mình hay không Ok và các bạn có thể tự thảo luận với nhau xem là đây có phải là một nơi mà các bạn muốn tới không nhé. Được chưa nhỉ? Rồi và cô sẽ đưa ra một vài cái ý tưởng cũng như là cái câu trả lời của cô cho câu hỏi này. Uh, theo cô thì cô nghĩ là the Oasis of the Seas is a good place for holiday because we can do many things in the ship such as. Uh, theo cô thì cô đồng ý là Oasis of the Sea là một cái nơi rất là tốt để chúng ta có thể nghỉ ngơi, uh, chúng ta có thể du lịch tới, bởi vì chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ ở trên con tàu. Ví dụ như là gì ạ? Relax in comfortable rooms. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong những cái căn phòng rất là thoải mái này. Make friends with other passengers. Như các bạn đã đọc ở trong bài thì chúng ta có thấy là ở trên tàu này có rất là nhiều hành khách đúng không nhỉ? Trên 6.000 hành khách. Vậy thì đây cũng là một cơ hội rất là tuyệt vời cho chúng ta để tạo tạo thêm bạn mới, kết thêm bạn mới đúng không? Tiếp theo là enjoy delicious food. Chúng ta có thể um, tận hưởng những cái đồ ăn rất là ngon trên con tàu bởi vì trên con tàu có tới 20 nhà hàng và quán cà phê. Tiếp theo là chúng ta có thể go for a walk in the central park. Chúng ta có thể đi bộ ở trong cái central park với rất là nhiều cây cỏ ở trong cái công viên này. Và cuối cùng là chúng ta có thể keep fit with the exciting sports area. Chúng ta có thể giữ cho bản thân được uh, khỏe mạnh với cái khu thể thao ở trên con tàu này ok vậy là các bạn có thể thấy là cái con tàu này nó offer cho chúng ta rất là nhiều thứ và chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ ở trên con tàu này đúng không tuy nhiên là cũng có rất là nhiều bạn không thích những cái nơi mà đông đúc hoặc là những cái nơi mà quá là um, giới hạn về cái không gian như thế này đúng không nhờ vậy thì các bạn có thể đưa ra những cái ý kiến của mình uh, trong phần thảo luận với partner của mình trên lớp nhé Vậy thì bây giờ cũng là uh, đây cũng là phần kết của video bài giảng trực tuyến của cô Thủy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video trực tuyến của cô uh, sau nhé. Goodbye and thank you. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.